Kính thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ đọc bản tin Đoàn Gia Phúc cho quý vị và các bạn. Cái bản tin ngày hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2018, nói về án hành chứng quan không ra tòa. Thực tế thì trong cái quá trình hành nghề, quý vị và các bạn biết không, cái số lượng mà án về hủy giấy, về bỏ sót hàng thừa kế rồi dẫn đến hủy giấy hoặc cấp sai, cấp trùng, cấp nhầm chiếm vào khoảng 30% số lượng văn phòng mà văn phòng đảm nhận. Và nói thật với quý vị và các bạn, có những cái vụ lực bất tòng tâm, biết vậy, luật biết vậy, nhưng gõ cửa. Thật ra thì không phải than, nhưng mà rất là vất vả. Thôi thì luật của mình còn đang trong cái quá trình hoàn thiện. Và hôm nay đọc cái bài báo này là án hành chứng quan không ra tòa, cảm thấy có như một cái người bạn. Tôi sẽ đọc, đồng thời sẽ phân tích những cái quy định của pháp luật cho quý vị và các bạn. Các bạn xem nha. Con số đáng chú ý. Theo dự thảo báo cáo của đoàn giám sát, trong 3 năm 2015, 2016, 2017, cả nước có 11.180 quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy ban bị kiện đến tòa án, chiếm gần 10% trên tổng số khiếu nại hành chính. Tổng số quyết định hành chính, hành vi hành chính bị tòa án tuyên hủy hoặc một phần là 1.194 vụ. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, theo báo cáo của chính phủ, còn 36 án quyết định chưa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thi hành, quận thi hành. Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, tổng số các quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được thụ lý giải quyết sơ thẩm, phúc thẩm là hơn 13.400 vụ. Trong đó, số bản án quyết định bị sửa hủy là 1.096 vụ, tỷ lệ hủy sửa là 8.17%, cao nhất trong các vụ án. Thưa quý vị và các bạn, cái chính của cái vấn đề trong cái án hành chính là theo tôi nghĩ rằng nó liên quan tới cái việc cấp giấy, những cái ban hành những cái quyết định đó. Và khi mà phát hiện được cái quyết định đó thì cái người mà khiếu nại đó, thì cái người mà ban hành quyết định đó, thì đã có thể là về hưu, cũng có thể thuyên chuyển vào vị trí khác. Còn cái người mà đương nhiệm thì cũng rất là khó khăn. Giống như một số vụ kiện hủy giấy của tôi tại văn phòng, thì khi khởi kiện thì các anh chị đi cái vụ thay mặt Ủy ban Nhân dân quận, thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng trong cái tình trạng đó, cái gọi là những cái kế thừa của những cái bậc tiền nhiệm mà các anh chị cũng không biết giải thích như thế nào, và nếu có giải thích thì cũng không mang tính chất, cho nên đó tôi nghĩ là một trong những yếu tố chủ quan không đến tòa. Và lại cái công việc của bên hành chính thì cũng rất là nhiều. Ngày 22 tháng 8, Ủy ban Tư pháp họp phiên toàn thể cho ý kiến về dự thảo báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính. Hàng loạt vấn đề được đại biểu chỉ ra nhưng chưa có cách gỡ. Thứ nhất, đó là không đủ người đến dự tòa. Theo khoảng 3 điều 60 của luật tố tụng hành chính năm 2015, trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình làm đại diện. Quý vị và các bạn thấy không, một cái ông chủ tịch thì ổng chỉ có một hoặc hai cấp phó chuyên trách, thì rõ ràng nếu như trong trường hợp chủ tịch mà ký cho cấp phó rồi lại người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cấp phó thì cái số lượng nó rất là ít. Tuy nhiên, theo Thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy, sau khi luật 2015 có hiệu lực, có những địa phương chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm văn bản ủy quyền thường xuyên cho phó chủ tịch tham gia tố tụng. Sau đó, phó chủ tịch cũng chưa tham gia bất kỳ phiên đối thoại hoặc phiên tòa nào.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Pha thông tin trong 3 năm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý hơn 2.100 vụ khiếu kiện hành chính, số lượng cực lớn so với cả nước, so với một số cái địa phương khác. Có 411 trên 1.679 vụ không được tổ chức đối thoại do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc đại diện vắng mặt. Đặc biệt, năm 2017 có trên 260 trên 260 vụ không thể đối thoại được với lý do tương tự. Khi làm việc với chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cho phép được đối thoại trực tuyến, vừa đỡ vất vả cho lãnh đạo thành phố, vừa cũng là lúc đối thoại với nhiều người dân, ông Pha nói. Thật sự ra thì theo tôi biết thì cái việc tổ chức đối thoại trực tuyến thì cũng rất là vất vả và rất là nhiều những cái công nghệ thông tin. Thôi thì từ ủy ban dân thành phố mà đi qua binh tòa ở 131 năm kỳ khởi nghĩa thì nó cũng không xa lắm, chắc được khoảng vài trăm mét. Còn theo số liệu của dự thảo báo cáo giám sát, trong 3 năm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 189 vụ án, nhưng chưa có vụ nào Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham dự. Phát biểu về việc này, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự thẳng thắn của đoàn giám sát. Nhưng cũng có ý kiến chia sẻ, theo ông Bình, mỗi năm ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có khoảng 2.000 vụ án hành chính. 365 ngày, ngày nào cũng xử thì mỗi ngày xử 3 vụ. Mỗi ngày phải có 3 ông chủ tịch, phó chủ tịch ra tòa, rõ ràng là không đủ người. Chánh án Tòa án Nhân dân nói và cho rằng ngoài trách nhiệm thì phải có sự hợp lý của luật. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã từng thấy một vị đi được là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một quận huyện chạy xô lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và phải tham dự cùng một lúc 4 cái phiên. Và quý vị và các bạn biết rồi, đối với một cái vụ kiện hành chính và dân sự nói chung thì rõ ràng cái việc triệu tập đi, triệu tập trớt, triệu lặp lại rất rất là nhiều lần và ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp, thời gian, công sức và tiền bạc, chứ không thể chỉ có lên một lần và thôi. Có thể rằng lập văn bản ủy quyền, rồi từ văn bản ủy quyền lấy ý kiến, lập bản tự khai và sau đó làm vắng mặt thì các anh chị bên tòa mới xử được một cái vụ kiện hành chính. Và rõ ràng đây là một cái trình tự tôi cho rằng là rất cần một cái gọi là cá nhân chuyên biệt, chứ không thể là chủ tịch ủy quyền cho phó chủ tịch làm cái việc đó, vì nó còn phải mang một tính chất chuyên nghiệp trong cái nghề, trong cái việc đi phiên tòa. Cũng theo ông Bình, nhiều đoàn đại biểu quốc hội chất vấn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chánh án có nghị quyết riêng về quy định có mặt tại ra tòa của lãnh đạo thành phố. Chúng tôi trả lời không được vì vượt luật và sau đó phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Bình cho hay, còn chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết Điều 60 của luật tố tụng hành chính được biểu quyết, khi đó có đa số đại biểu quốc hội tán thành. Ngay khi mới bắt đầu thi hành, một số địa phương đã yêu cầu sửa ngay. Thưa quý vị và hành chính, cái bản thân cái từ hành chính nó đã khó rồi, nay là án hành chính thì các bạn phải biết là nó khó đến mức độ nào. Thôi thì khó, nhưng mà không phải là không có điểm để chúng ta đi tiếp. Bà Nga đặt câu hỏi, 260 vụ không có tổ chức đối thoại do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại diện Ủy ban Nhân dân vắng mặt, như vậy có tôn trọng luật, có đúng nguyên nhân do không đủ cấp phó không? Chẳng lẽ 3 năm trời ở một thành phố lớn không cử đến một phó nào cả? Chúng tôi xem tivi thấy các ông ấy đi khởi công, động thổ khi dự hội nghị ngành nọ, ngành kia. Sao không tham gia đối thoại độ 10 vụ đi, do gọi là cho có. 260 trên 260 vụ không thể nào cử được vì không đủ cấp phó, không có giải thích được. Bà Nga nêu hàng loạt cái câu hỏi, làm rõ việc nể nang trong xét xử. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị đại biểu trao đổi vấn đề khá nhạy cảm. Vì sao nhiều năm nay chúng ta đã đánh giá thường trực là thẩm phán,
kiểm sát viên, chấp hành viên ngại va chạm, nể nang trong xét xử, kiểm sát và thi hành loại án này. Nguyên nhân ở đâu? Tại sao ngại va chạm? Tại sao lại nể nang? Ở đây tính lệ thuộc của hệ thống tư pháp vào ngành hành pháp ở chỗ nào? Có người thì nói lâu lâu viện kiểm sát, tòa án qua xin tiền ủy ban để có một số hoạt động, không biết có đúng không, hay lệ thuộc quyết định nhận xét của cấp ủy trong quá trình bổ nhiệm lại. Đúng đó quý vị và các bạn, tôi cũng đã từng ngồi nói chuyện với các anh chị thẩm phán, kiểm tra, kiểm sát viên trong lúc trà dư tửu hậu, thì các anh chị nói rằng rất đau đầu khi xét xử một vụ án hành chính. Tuy nhiên thì kể từ khi luật hành chính ra đời thì cái văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nó trực thuộc của thành phố, những tưởng là một cổ nó không còn, nó đã thoát loài ly cái vùng miền thì nó sẽ dễ hơn. Các bạn tiếp tục nha. Thi hành án có lụy thuộc như thế không? Tưởng là chuyện nể nang nên khó làm, tỉnh cũng nể nang. Vì lý do vì sao? Bà Nga chất vấn. Phó chủ nhiệm Ủy ban đối thoại Nguyễn Sĩ Cương cho rằng hầu hết viện trưởng, viện kiểm sát, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh là ủy viên, đến khi bổ nhiệm xem xét phải xin ý kiến thường vụ. Các anh ngại là đúng thôi, thậm chí còn sợ. Tôi còn dùng thêm từ mong được yên thân, ông Cương nói. Thẩm phán xử án hành chính khi bị tòa cấp trên xử án, nhiều người không buồn, thậm chí còn vui vì tòa án cấp trên xử án họ. Họ bất lực trước cơ quan hành chính do lệ thuộc nên bất lực. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Mai Bộ, người có thời gian dài công tác trong ngành tòa án tâm sự. Một cái sự thật hiển nhiên mà ít nhiều thẩm phán bị phụ thuộc vào cái phiếu tín nhiệm, phiếu tái bổ nhiệm, số lượng án cũng như những cái hoạt động, và cũng không ngoại trừ những cái nể nang anh em. Và thông thường thì án hành chính là những cái quyết định hành chính, hành vi hành chính là những cái ban hành của cái cơ quan hành chính. Nói nôm na là con của họ mà họ phải cho con là họ đúng thôi. Thì tòa lại tuyên hủy, thì hủy như vậy thì sẽ mất lòng cả đôi bên. Thưa quý vị và các bạn, cũng theo bộ, dù đảng và nhà nước không có chủ trương can thiệp, nhưng cá nhân cán bộ đảng viên lợi dụng chức vụ làm khó anh em tòa án xử án hành chính là có. Nếu không chấn chỉnh, án hành chính vẫn cứ trì trệ mãi. Về phương diện tiền kinh phí, tha thiết đề nghị Quốc hội phân bổ ngân sách thế nào để ngành kiểm sát tòa án không phải đi xin nữa thì mới độc lập được. Phó trưởng ban nội chính Nguyễn Thái Học cho rằng thực tế ở các địa phương có chuyện cấp ủy can thiệp sâu trái pháp luật vào hoạt động xét xử của cơ quan hành pháp. Vấn đề này chúng ta cũng phải nói rõ ràng, đảng không buông lỏng sự lãnh đạo đối với cơ quan tư pháp, cũng như được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động chuyên môn của cơ quan hành pháp, ông Học khẳng định. Thưa quý vị và các bạn, thì đó là cái chuyện của những cái cơ quan hành chính nhà nước với nhau. Còn chúng ta trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi xin tóm lại những vấn đề cơ bản. Nếu quý vị và các bạn thấy một cái quyết định hành chính nào đó các bạn không đồng ý, thì chúng ta có quyền tập hợp những cái hồ sơ để chúng ta đi khởi kiện. Còn cái việc chúng ta đi khiếu kiện hành chính đạt được mức độ nào thì tùy thuộc vào việc cung cấp những cái chứng cứ ở tòa. Tôi cho rằng sẽ mất thời gian, công sức và tiền bạc. Để kết lại cái câu chuyện này, tôi có một cái câu chuyện kể quý vị và các bạn nghe. Tôi có một cái chị trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Chị bảo với tôi là luật sư biết không, tôi đã thuê đến những 4 luật sư và thời gian thì lâu quá, vụ án thì chưa có kết quả, và tôi đã quyết định tôi trở về Việt Nam để ở trọ cho đến khi nào kết thúc vụ án. Và tôi đã san sẻ cho chị cả những cái bí mật trong cái nghề nghiệp, vì tôi tin rằng chị đủ cái nghị lực để vượt qua và để có những cái số tiền, cái tài sản mà chị đã bỏ qua, bỏ ra tại Việt Nam và bây giờ chị lấy lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Video sắp tới tôi nói về
Trang dành cho Việt Kiều. Vì luật dành cho nước ngoài thì rõ ràng thấy nó dài quá. Tôi để một cái từ playlist dành cho Việt Kiều. Nếu quý vị và các bạn đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì quý vị và các bạn sẽ xem cái trường hợp này là chúng ta có thể biết được rồi. Trang dành cho Việt Kiều. Xin trân trọng cảm ơn.